Bức thư từ nước ngoài và quan hệ với người nước ngoài của Dung Kim Chân chúng ta vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nếu giữ cậu ta ở lại Nam Viện thì e sẽ làm khuếch trương ảnh hưởng, không có lợi cho việc điều tra. Thứ hai là trước đó cậu ta đã phạm hai sai lầm nghiêm trọng, cho nên tôi cho rằng nên tạm thời giữ cậu ta lại phòng cấm trong cơ địa, cho cậu ta suy xét lại. Cũng được. Trước khi kết quả điều tra cuối cùng của tiểu tổ vẫn chưa ra, cứ cho cậu ta ở lại phòng cấm, suy xét lại bản thân mình. Hôm qua tôi nói hơi nặng lời, bây giờ cho tôi xin lỗi. Nói cũng đúng mà, tôi vốn dĩ là một người đàn bà thâm hiểm. Tôi thà để người ta nghĩ rằng tôi không rõ ràng, cũng không muốn bị người ta coi như một con ngốc. Xem ra tôi đã làm phật lòng cô rồi. Đừng có tưởng tôi không nhận ra kế hoãn binh của anh. Nhốt Dung Kim Chân trong phòng kín ở căn cứ địa, lại còn kiểm điểm. Anh muốn làm gì? Tôi muốn xem anh còn có thể kéo dài tới bao giờ. Không phải kéo dài, là sách lược. Trưởng phòng Lôi, trên đời này không có gì là tuyệt đối, tất cả sự vật đều có thể thay đổi. Tôi tin suy nghĩ của cô về Dung Kim Chân sẽ có sự thay đổi. Thế nên tôi cần cô tin tưởng và ủng hộ. Ai vừa mới ra đời đã biết đi chứ? Cô nói xem. Tôi thấy bây giờ anh đang đi cũng đâu có vững. Trịnh Thọt, nghe đây. Chỉ cần có Lôi Đình ở đây canh cửa, loại phế phẩm như Dung Kim Chân đừng có hòng vào được Bắc Viện nhé. Đầu to, trưởng phòng Trịnh cho tôi tới thăm cậu. Cậu thế nào? Vẫn ổn chứ? Đầu to, Triệu Kỳ Vinh, lần này tôi không hề khai cậu ra. Tôi không lo điều này. Hôm nay nhà ăn có sủi cảo, tôi lấy một hộp cho cậu. Ăn đi cho nóng. Triệu Kỳ Vinh, cảm ơn. Cậu khách sáo với tôi làm gì? Lo cho cậu vốn dĩ là điều tôi nên làm mà. Đã có kết quả. Phân đội rồi. Tôi phải tới Bắc Viện. Xin lỗi. Cuối cùng vẫn không giúp được cậu. Đầu to, tương lai có dự định gì chưa? Bây giờ tôi thấy bối rối lắm, muốn yên tĩnh một mình. Tôi thấy phòng giam kín cũng tốt lắm. Thôi. Ngon không?
Nhưng mà không ngon bằng của sư nương làm. Trưởng phòng là Tử Mật. Anh Vương, hôm nay bản vẽ thế nào rồi? Sắp xong rồi. Anh Đường, sao thế? Hộp cơm tôi lại quên rồi. Thầy ơi, để em đi lấy cho thầy. Thôi thôi, Tiểu Lý, cậu còn có việc, cứ làm đi, để tôi tự đi lấy. Tạm biệt. Anh Đường. Hôm qua kiểm tra tôi, hôm nay kiểm tra tôi, có phải có ý kiến gì với tôi không? Chúng tôi cũng chỉ đang làm việc, anh phối hợp một chút đi. Được rồi. Anh Đường. Lại đây. Hôm nay lại quên thứ gì rồi? Hôm nào, anh cũng là người cuối cùng ra về, làm chúng tôi không dám khóa cửa. Thôi, mau về đi. Xem ra anh Đường là người biết điều đấy. Con gái tôi đâu? Một tay giao bản vẽ, một tay giao người. Tôi không thấy con gái tôi sẽ không đột bản vẽ đâu. Bên này. Tiểu Liên, đừng sợ, bố đến rồi. Con gái hắn thì sao đây? Quy tắc cũ. Alo. Gì cơ? Bản vẽ cơ sở nghiên cứu 407 bị ăn trộm.
Khoan đã. Chớp mắt cái, cô đã đẩy xe thức ăn đi rồi. Còn chưa thêm hạt tiêu vào súp. Quên mất. Lần nào thủ trưởng ăn súp cũng thích cho thêm hạt tiêu. Sao vậy? Tiểu Trì. Tiểu Trì. Tiểu Trì. Không. Tôi đồng ý. Sao vậy? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lịch sắp xếp cho Trần Tư lệnh tới thị sát công trình 213 vô cùng bí mật. Thế mà suýt nữa đã bị người ta đầu độc trên xe lửa. Nghĩ cũng đã thấy sợ. Hành động của phe địch. Tại sao lúc nào cũng thần không hay, quỷ không biết? Chúng tôi đã có được mật báo. Nhưng không thể giải mã. Nghiêm thực, có. Phòng giải mật, rõ. Triệu Kỳ Vinh, có. Hàn Băng, có. Trác Lị, có. Phòng hành động, rõ.
Phan Sâm, có. Phòng tình báo, rõ. Mệnh Tiểu Vân, có. Phòng nghe lén, rõ. Đầu tiên, chúc mừng mọi người vượt qua được huấn luyện gian khổ. Hôm nay cuối cùng đã được vào 701 Bắc Viện. Thêm đó, tôi muốn nói với các đồng chí, vào Bắc Viện chỉ là bắt đầu. Nhiệm vụ gian khổ hơn đang đợi các đồng chí. Những hành động đặc biệt của địch gần đây cực kỳ gian xảo. Áp lực của tôi rất lớn. Hôm nay tôi đem nhiệm vụ tới cho các đồng chí. Để đảm bảo cho công trình quốc phòng 213 được thực hiện thuận lợi, Ủy ban Đảng Kinh Viện quyết định 701 thành lập một nhóm có nhiệm vụ đặc biệt nhắm vào tử mật là giải mật, nghe lén và hành động, có số hiệu là Tiểu Tổ Quy. Lôi Đình đảm nhiệm làm tổ trưởng, Trịnh Đương, An Năng làm tổ phó. Để tránh cơ quan tình báo của địch nắm được tình hình, tôi quyết định tất cả thành viên của Tiểu Tổ Quy được bắt đầu từ người mới hết. Chính là các đồng chí đang ngồi đây. Có liên quan với kinh nghiệm truyền kỳ của các đồng chí, tôi đã được nghe từ sớm. Hy vọng mọi người trong hành động của Tiểu Tổ Quy, mỗi người thi triển sở trường của mình, không phụ lại hy vọng, không phá được tử mật, thề không bỏ cuộc. Nhờ vào các đồng chí đấy. Đứng dậy. Chào. Trịnh sở, dậy sớm vậy à? Chuyện gì vậy? Đây là một đề đố. Xin cậu hãy giao nó cho Dung Kim Chân. Lấy danh nghĩa của cậu giao cho cậu ta. Tôi có thể biết nhiều thêm một chút không? Tốt nhất là đừng. Có liên quan tới tử mật, đúng không? Phải trả giá mới có được. Chuyện đã bị ép tới nước này, tôi chỉ có thể đi một nước cờ hiểm. Trịnh sở, có lẽ Dung Kim Chân thực sự có thiên phú, nhưng với sự hiểu biết của tôi với cậu ta, tâm trí của cậu ấy không đủ để đối kháng với tử mật. Hơn nữa với trạng thái bây giờ của cậu ta căn bản không có tâm tình đi làm câu đố này của anh. Cho nên tôi mới bảo cậu giao thư cho cậu ta. Cậu là người mà cậu ta tín nhiệm nhất. Tình cảm của cậu ta với 701 khẳng định không bằng tôi và cậu. Nhưng mà tình cảm của cậu ta với cậu, nói không chừng sẽ là động lực để cậu ta cố gắng giải đố. Nhưng mà mức độ nước quá sâu. Anh bảo một người không biết bơi cứ vậy mà nhảy xuống sao? Cậu ta có thể bơi nổi không? Cứ dìm chết thì sẽ biết hết. Cậu và tôi đã mất nhiều công sức đối với cậu ta như vậy. Không phải là vì coi trọng tài năng bẩm sinh của cậu ta sao?
Không thử một lần, tôi không cam tâm. Hiểu rồi. Chuyện này tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Rõ. Phòng thu nhận là nơi có kỷ luật nghiêm ngặt. Hôm qua ai cầm đầu? Chạy một vòng viện, hại tôi đuổi các cậu hơn một tiếng đồng hồ. Tôi cảnh cáo các cậu, lần sau mà còn không có tổ chức vô kỷ luật, tôi đem các cậu đi nấu hết đấy. Lão Vương, Lão Vương, Lão Vương, Lão Vương. Lão Vương, ông ở đây à? Ý gì vậy? Ông làm gì vậy, Lão Vương? Đọc đi. Nam viện thu phát trọng địa, không phận sự miễn vào. Lão Vương, ông sao lại nữa vậy? Văn kiện. Lão Vương, chúng ta không phải là không quen biết. Đây không phải là vấn đề quen hay không quen. Tôi hỏi cậu, vào cửa lớn Bắc Viện có cần giấy tờ không hả? Cần. Vậy chỗ tôi thì không cần giấy tờ nữa hả? Được. Chủ nhiệm Vương, ngài xem. Còn biết tôi là chủ nhiệm à? Lão Vương cơ đấy. Nói, chuyện gì hả? Dung Kim Chân. Dung Kim Chân, qua đây. Đây là thư giới thiệu. Cậu ấy được phân tới chỗ ông công tác. Hắn là bị điên từ lúc nào? Cậu ấy không bị điên. Đã hết giờ. Tôi tin rằng các vị đã thông qua được văn kiện, có nhận thức nhất định với tử mật rồi. Tiếp theo, tôi tuyên bố phân công công việc cụ thể của nội bộ tiểu tổ quy. Mạnh Tiểu Vân, cậu phụ trách việc nghe lén của tiểu tổ. Ở doanh tập huấn, cậu đã học được vô tuyến điện và mật mã Morse. Cũng đã thành công tìm ra hai bộ điện đài của địch. Bắt đầu từ bây giờ, tôi lệnh cho đồng chí, tình báo tổ chức của địch có vấn đề gì thì cậu buộc phải nghe được. Rõ. Nghiêm thực, mau chóng phá làm quen tình hình tiến triển của công việc phá giải tử mật, tích cực phối hợp với sở trưởng Trịnh để ra tư tưởng mới, nhanh chóng phá giải được tử mật. Rõ. Trác Lị, Phan Dâm, hai vị đảm nhiệm bảo mật và công tác tình báo cho tiểu tổ, phải cập nhật tình hình mới liên tục, tiến hành xử lý và phân tích với tất cả các dữ liệu. Rõ. Hàn Băng, Triệu Kỳ Vinh, tử mật chưa được giải, kẻ địch nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Hai đồng chí phụ trách công việc bên ngoài nhất định tăng cường phòng bị, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị. Rõ. Ngoài ra, bổ sung một chút. Đồng chí Trác Lị đã từng làm việc ở bộ phận ngoài của 701, có kinh nghiệm nhất định khi tác chiến với địch. Các đồng chí phải học hỏi thêm, lấy thêm kinh nghiệm từ đồng chí ấy. Hiểu chưa hả? Hiểu ạ. Cậu nhìn thấy cả rồi đấy. Phòng thu nhận khá rộng, có vườn rau, kho. Ngoài cửa còn có gà vịt. Chúng ta còn gọi là tự mình ra tay, ăn mặc đầy đủ. Đừng có cho rằng cậu tới Nam Viện thì có thể tự do đi lại, tùy theo ý mình. Phòng thu nhận không phải nơi nuôi kẻ nhàn rỗi.
Sau này tôi sẽ là lãnh đạo của cậu. Có chuyện gì phải báo cáo trước. Mỗi ngày 6 giờ dậy. Sau bữa sáng thì đi đưa báo chi văn kiện. Trước bữa trưa tưới hoa. Trước khi trời tối, cùng với đại bảo đi tuần phòng rừng. Đây là ký túc của cậu. Báo cáo. Ai là đại bảo ạ? Đây. Đại bảo à? Chào hỏi đi. Đừng sợ. Xin chào. Đây, nhìn thấy chưa hả? Đặc điểm của phòng thu phát chính là rộng lớn. Nhưng mà có một điểm tôi cần nói rõ. Mặc dù là phòng lớn, đây là phòng đọc và học tập của chúng ta. Đây mới là nơi để cậu ngủ. Mỗi ngày có nội vụ sắp xếp xong cho tôi. Tôi sẽ ngày ngày tới kiểm tra đấy. Báo cáo. Nói đi. Tôi muốn đi nhà xí. Ra ngoài cửa, rẽ phải, đi tới cuối. Cảm ơn. Đứng lại. Mới tới hả? Hiểu quy tắc không? Vậy tôi nói cho cậu, phàm là đến cái viện này đều phải qua ba chiêu của tôi. Cậu trước đi. Tôi không tới chơi cờ, tôi muốn đi nhà xí. Đứng lại. Đây là mệnh lệnh, hiểu không? Đợi đã. Tao phải giết mày. Cứu tôi với. Hung thủ. Ông điên. Cứu tôi với. Cứu tôi. Hung thủ. Giáo quan An. Cứu tôi. Hung thủ. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Dừng tay. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Buông ra. Đừng để hắn chạy mất. Hung thủ. Đừng có chạy. Tôi phải giết nó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nó giết A Tử của tôi. Nó là hung thủ giết người. Buông tôi ra. Đừng để hắn chạy. Tôi chỉ ngồi một cái. Cậu ngồi chết cuộc cưng của A Tử của ông ta rồi à? Nợ máu trả máu. Một mạng đổi mạng. Buông tôi ra. Cậu phiền phức to rồi. Dừng tay. Đừng có chạy. Tôi phải trả thù cho A Tử. Bình tĩnh. Tao sẽ không tha cho mày. Đừng để nó chạy mất. Tao phải trả thù cho A Tử. Tao phải trả thù cho A Tử. A Tử của tao. Bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại. Anh nhìn tôi đây. Nhìn tôi đây. Nhìn vào mắt tôi. Có nhận ra tôi không? Anh là ai? An năng của phòng hành động. An năng. Nhớ ra rồi à? Tôi là An năng. Không quen. Tôi nhìn nó là thấy không phải người tốt. Nó chắc chắn là đặc vụ. Là của kẻ địch đưa đến. Mau bắt nó lại. Mau. Cậu ấy không phải đặc vụ. Cậu ấy là người của tôi. Người của anh. Đúng. Người của tôi. Cậu ấy giống như em trai của tôi. Hôm nay vừa đến phòng thu phát. Sau này phiền anh chăm sóc cho cậu ấy. Thấy cậu ta có biết đánh cờ không? Dung Kim Chân, cậu có biết đánh cờ không? Hình như biết. Thế tóm lại là mày biết hay không? Lúc ở nhà từng đánh cờ với hiệu trưởng. Cậu ấy rất thông minh. Được. Sau này mày chơi cờ với tao. Vì mày đã giết chết A Tử của tao. Mày phải đánh cờ với tao. Nghe chưa hả?
An giáo quan. Giáo quan An. Em sợ. Đừng sợ. Bọn họ đều là người tốt. Cậu vẫn chưa hiểu bọn họ. Đợi khi nào quen rồi, cậu sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng đáng yêu. An giáo quan, em có lỗi với thầy. Em đã không làm tốt, không vào được Bắc viện, làm thầy mất công tập luyện với em suốt bao lâu nay, uổng công chịu đòn bao nhiêu lần, bị vật bao nhiêu lần. Không nói những chuyện đó nữa, đều qua cả rồi. Thực ra ở đây cũng tốt lắm. Cậu có còn nhớ ngày đầu tiên cậu đến 701 không? Cậu đã chạy đến ký túc xá của tôi, gào khóc đòi về nhà không? Cậu nói không muốn viết di thư, bỏ vào trong hòm. Bây giờ tốt rồi, không cần làm nhiệm vụ, cũng không cần phải viết di thư nữa. Giáo quan An, sau này em không ở bên thầy, thầy phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lúc đi làm nhiệm vụ tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để gặp nguy hiểm gì hết. Em không muốn thầy chết, cũng không muốn nhìn thấy di thư của thầy. Nam viện Bắc viện chỉ cách nhau có một cánh cửa, làm gì mà như sinh ly tử biệt thế? Cậu chủ tôi chết à? Em không phải có ý này. Nhớ đấy, Nam viện, Bắc viện đều là 701. Chủ nhiệm Vương nói đúng, đừng tưởng vào Nam viện rồi là có thể buông lỏng yêu cầu, không làm gì cả. Thầy yên tâm, sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt. Và cả đánh cờ với người đó nữa. Nhưng chỉ làm những việc đó vẫn chưa đủ. Cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhiệm vụ gì ạ? Cái đề này cậu nghiên cứu cho kỹ, nhớ lấy, tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết. Nếu có thể tính ra được thì lập tức gọi điện báo cho tôi. Nếu cần sự giúp đỡ của tôi cũng có thể gọi điện cho tôi. Vậy nếu như thầy không có ở đấy thì sao? Thế thì để lại tin cho tôi. Để thế nào ạ? Chúng ta cũng ra một mật mã với nhau. Nếu tính được ra 357 còn giúp tôi thì 885.
357 885 885. Mời anh. Trưởng phòng Trịnh, chuyên gia bút tích do bộ phái đến, tiến sĩ Thiền đến rồi ạ. Chào anh. Mời ngồi. Được tổ chức phê chuẩn, bây giờ chúng ta có thể mua phòng nét bút của Dung Kim Chân, trả lời thư cho John Lee rồi. Phải chú ý đến nội dung. Trong thư chúng ta phải tiết lộ với John Lee, Dung Kim Chân đang làm công việc phá giải mật mã, đang gặp một chút thắc mắc trong tư duy. Mong được sự giúp đỡ của ông ta. Tôi hiểu rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào vị trí này. Với tư cách là chủ nhiệm phòng thu phát, hôm nay tôi thay mặt Nam Viện, thay mặt phòng thu phát, hoan nghênh cậu đến đây. Vỗ tay. Đồng chí Dung Kim Chân có thể thông qua nhiều lần tuyển chọn, vượt qua muôn vàn cửa ải, qua năm quan, chạm sáu tướng, đến được đây, trở thành một thành viên vinh dự của phòng thu phát, rất không dễ dàng. Nhưng với là lãnh đạo cho công việc tương lai của cậu, sự trưởng thành trong quãng đời của cậu, tôi phải nhân đây nhắc nhở cậu. Đến được đây chỉ có thể chứng tỏ cho thành tích trước đây của cậu. Nam Viện là một khởi điểm mới của cậu. Phòng thu phát là một khởi đầu mới của cậu. Trong thời buổi hòa bình này, 701 chúng ta vẫn gánh vác trọng trách bảo vệ Tổ quốc, đối kháng với đặc vụ địch. Trong công việc sau này, cậu phải làm được. Không kiêu, không kiêu, không vội. Cậu phải làm được đến mức không kiêu, không vội, cần cù chăm chỉ, tôn trọng lãnh đạo, đoàn kết với đồng nghiệp. Trong bầu trời rộng lớn là phòng thu phát, góp một phần sức cho sự nghiệp xây dựng một Trung Quốc mới vĩ đại. Tiếp theo, tiến hành mục thứ hai của đại hội. Điên. Kính lễ. Tiếp theo, tiến hành mục thứ hai của đại hội. Đồng chí mới kính lễ với đồng chí cũ. Dung Kim Chân. Có. Bước lên một bước. Bước. Kính lễ. Hoàn tất. Bên trái quay. Kính lễ với đồng chí cũ. Được rồi, được rồi. Đọc cũng không đọc xong, mất cả công viết. Đại hội kết thúc đi, có thể đánh cờ rồi. Nào 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 nào. Nào nào nào.